Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cái mẹo cũng như cái cách để mà mình chà, mình tẩy rửa những cái nồi, cái son mình kho thịt kho cá bị cháy khét đó các bạn. Đây nè, đây như cái nồi mình nấu giò giả cầy mà nó cháy quá nè các bạn. Quên đâu có 1 tiếng đồng hồ mà sao nó cháy dữ dằn không biết nữa. Cháy khét một lớp dày dưới luôn nha các bạn. Đó. Bây giờ mình cạo hết mấy cái này ra mình bỏ. Đó. Rồi mình rửa sạch hết những cái gia vị nó bám xung quanh nữa nè các bạn. Để mình khi mình xử lý thì nó không có bị tiếp tục mấy cái đó nó bị cháy nữa nha các bạn. Rồi, ok, sau khi rửa sạch rồi bây giờ mình đây là giấm ăn ha. Nhà mình có giấm gì mình cho giấm đó các bạn. Mình cho nó ngập hết cái lớp cháy này luôn. Nó cho nó ngập thoải mái đi, tại vì mình nấu tới 4-5 phút lận. Đây là cái bột baking soda các bạn. Cái bột này thì cái chất nó làm bánh mà cũng là một cái chất để nó tẩy rất là tốt nha các bạn. Đó, các bạn cho vô là thấy nó sủi lên ghê không? Làm bánh không biết làm bánh gì nữa. Mình cái bột này các bạn muốn mua thì ở những cái tạp hóa lớn hoặc là những cái tiệm thuốc tây lớn nó có nha các bạn. Rồi, bây giờ mình cho khoảng một trái chanh, hai trái chanh gì cũng được nha các bạn. Chanh lớn thì mình cho tầm một trái thôi. Nhỏ nhỏ thì mình cho hai trái, ba trái. Cho cái giỏ nó vô luôn nha các bạn. Ok. Xong bây giờ mình bắt lên mình nấu thôi các bạn. Nấu cho nó sôi lên rồi mình mở lửa nhỏ liu riu, mình để cái chừng 4-5 phút nha các bạn. Đó, khi nó sôi lên rồi mình đừng có cho lửa lớn nữa, mình cứ để cho nó liu riu nó sôi để nó thấm ở dưới cái lớp cháy ở dưới đáy nồi nha các bạn. Đó, các bạn thấy đậy nắp lại cho nó sủi lên ghê không? Baking soda này là nó là cái chất tẩy rửa rất là ngon nha các bạn, rất là mạnh luôn. Thì cũng nó cũng là một cái bột làm bánh luôn á các bạn, mà mình không biết là người ta dùng làm bánh gì thôi. Ok, sau khi nó sôi được 4-5 phút rồi nè các bạn, đó, mình cũng thấy là cái lớp cuối cùng nó cũng muốn tróc tróc ra này. Nó cũng hơi dễ dễ rồi này các bạn. Thế nhưng mình nghĩ là cạo được rồi, cạo ha. Nó cũng mềm rồi các bạn. Ok. Cũng mềm chứ còn cái chỗ một cái mé nó hơi cháy nặng hơn thôi, mình múc mình bỏ qua một bên đi. Đó, cái mé này thì nó hơi cháy nặng hơn nhưng mà nó cũng mềm, cũng ra được nha các bạn. À, bây giờ mình đưa xuống dưới cái sinh này mình lấy cái búi sắt mình chà là ok rồi các bạn. Nói chung là cũng ổn rồi, nó cũng bị mềm hết rồi nha các bạn. Đó cũng còn một lớp nó có một mé cháy nặng ha, mà cũng mềm mà thôi các bạn. Đó. Bây giờ mình chà, cứ chà nhẹ 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 thôi.
cứ chà nhẹ nhẹ là nó ra đó các bạn. Như vậy là ok các bạn. Các bạn cứ cho cái hỗn hợp đó vô, các bạn nấu lên chừng tầm 4-5 phút cho nó lửa nó cứ cháy liu riu, cho nó sôi liu riu để nó ngấm đó các bạn. Đó. Rồi sau đó mình đưa xuống là mình cạo đi rồi mình chà như này là ok các bạn. Như này mình thấy là nó cũng ra hết rồi. Rất là ổn luôn nha các bạn. Theo như cái cách mình phối hợp cái chất để mà tẩy rửa chà nồi son mà bị cháy khét do mình kho mình nấu bị quên đó các bạn. Rất là ok luôn các bạn. Rồi, còn một ít nữa bây giờ mình cho nước rửa chén vô. Chà qua một lần nữa là sạch luôn nha các bạn. Ai cũng có thể quên mà, lâu lâu mình cứ nấu nướng gì đó cái mình đụng cái chuyện gì đó mình quên cái hay là mình tắm gì chút xíu là vô nó bị cháy nha các bạn. Đó thì mình thì xử lý theo những cái cách này thì rất là ok luôn các bạn ha. Đó, giờ mình rửa nước xà bông thì mình tráng lại cái nước sạch nè. Đó, các bạn thấy không? Không còn một cái vết ố vàng hay là đen đồ gì nha các bạn. Xử lý theo cách này là rất là ok nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi video. Nếu thấy video hay, hữu ích thì chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên cho mình một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những clip sau. Mình chia sẻ những cái mẹo cũng như cái cách xử lý vấn đề trong cuộc sống. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.